Chợ Bà Hoa còn có tên gọi là chợ Phường 11, nằm trên con đường Trần Mai Ninh, quận Tân Bình, là khu chợ được mệnh danh Quảng Nam thu nhỏ giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày này diễn ra hoạt động mua sắm Tết khá nhộn nhịp. Bánh này người miền Trung gọi là bánh tổ. Bánh được hấp từ hạt nếp tươi xay ra, phủ mè lên. Ngày nay bánh tổ được làm có hai loại. Một loại làm từ đường bát, bánh màu đậm, có giá 30.000 đồng một cái. Và một loại từ đường cát, bánh màu nhạt, có giá 25.000 đồng một cái tùy nơi. Theo cô Lan, quê ở Điện Bàn, Quảng Nam, chủ sạp hàng số 107 Trần Mai Ninh chia sẻ, bánh được người dân miền Trung dâng lên cúng ông bà tổ tiên từ ngày 23 Tết đưa ông táo về trời đến 30 Tết. Bánh tổ này là ngày cúng ông bà, nó rất là linh thiêng. Bánh tổ này là tổ đại, cũng vậy đó. Cho nên người Trung á, cuối năm là người ta ùn về đây, về cái chợ Bà Hoa này người ta mua bánh tổ để người ta cúng tổ tiên mà. Một cái Tết bán được vài trăm cái. Năm nay là năm 2023 là người ta cũng các nơi người ta cũng mua bánh tổ với bánh tét cũng nhiều. Bên cạnh bánh tổ cho ngày Tết, còn có bánh nổ Quảng Ngãi nhiều tầng, đầy màu sắc, in lời chúc Tết đầy ý nghĩa. Như gian hàng này, người bán cho biết bánh nổ 11 tầng đã bán hết vì người dân mua đi cúng chùa nhiều. Hiện chỉ còn bánh nổ 7 tầng, 9 tầng dùng để thờ tổ tiên dịp Tết. Dịp cận Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, nhiều gian hàng còn bày bán trầu cao, các loại chả, bánh tét miền Trung, bưởi da xanh, đồ trang trí ngày Tết, bánh thuẫn vàng rực, các loại mứt Tết, bánh in. Các gia vị cũng đắt khách mua như tỏi, nén, hành, mì khô, bún khô, mì quảng khô, thịt heo ngâm mắm, củ kiệu, dừa món. Ở chợ Bà Hoa, người dân bắt đầu sắm Tết từ 23 Tết đến 30 Tết, nhưng nhộn nhịp nhất là 29-30 Tết. Như cô Lan, quê ở Quảng Nam cho biết, quanh năm dù có làm ăn vất vả đến mấy, nhưng Tết phải tự tay làm củ kiệu cho có không khí ngày xuân. Hay như cô Hoa, 26 Tết cô tranh thủ đi mua đèn, trái cây, bánh mứt kịp cúng tất niên. Cái này là ăn với bánh tét. Ăn bánh tét nó có cái vị chua ngọt á. Còn nếu mà người Trung á thì như cô người Trung á là cô ăn mặn. Cô làm mặn. Còn lại làm chua ngọt là ăn với bánh chưng. Bánh tét. Cái câu gần để cô củ kiệu nó vừa nó nhỏ nhỏ. Nó đều đều vậy thôi nè. Nó đều đều nó vậy nè, nó nhỏ nhỏ nó đều đều. Ăn thu là do mình làm. Trộn vả, trộn như miết trộn vậy đó. Dạ. Yeah. Hoặc ăn sống chấm rút vậy đó. Nếu gặp trái thì vừa chắc trái thì ngọt ngọt, ngon lắm. Đến gian hàng đang bày nhiều bánh tét miền Trung của cô Thanh, quê Hội An. Chúng tôi biết được cô đã chuẩn bị gói bánh tét từ mùng 10 âm lịch. Bánh tét miền Trung vị mặn mòi, ít nhân hơn miền Nam, vị ngọt, nhiều nhân. Đặc sản miền Trung là coi như nó đậu xanh nè, nguyên chất nè, nếp, thịt ba rọi, gói ngon lắm. Thịt ba rọi nó là 80, đậu xanh là 70, không nhân là 60. Và đặc biệt nhất trong các loại bánh tét miền Trung là bánh da. Chúng tôi đã mua thử theo lời giới thiệu của cô Năm thân thiện, nhiệt tình với các thực khách. Chỉ với 50.000 đồng một cái đã sở hữu chiếc bánh thơm, vị ngọt, hơi béo béo, mang đậm phong vị ngày Tết khi thưởng thức cùng một ly trà nóng. Cái này là bánh ở ngoài Quảng Nam hoặc kêu là bánh da. Trong đây nó có dừa, có đậu phộng, có mè, với lại bột nếp, với lại gừng. Đà. Nên mà bánh này là Tết nó mới có thôi, chứ ngày thường nó không có. Để cúng, để cho ông bà rồi đó. Rồi cúng cái gì cũng được hết á, cúng ở đâu cũng được hết. Ăn chơi đại khách đồ ngon lắm. Nó ngọt ngọt, nó dẻo dẻo, nó đủ vị trong đây hết. Bắt đầu ngày ông táo là cô bắt đầu cô làm. Đợi bữa giờ cô làm là cô bán được 50-60 cục rồi đó. Ngoài ra bánh tráng cũng là lựa chọn cho ngày Tết. Trước mặt chúng tôi là ngoại hồng đang ngồi nướng bánh tráng bên bếp than hồng nóng hổi. Đến hỏi thăm thì biết ngoại làm nghề này đã được 10 năm. Và mỗi ngày ngoại ngồi 10 tiếng đồng hồ để nướng bánh tráng giao cho khách. Mỗi cái bánh tráng giá 5.000 đồng. Bánh bảo quản cột lại bỏ vào bịch, giữ được một tuần. Mà nóng quá mà sao chịu nổi? Quen rồi. Quen, cái này là mình đang làm cái gì này chuẩn bị cho Tết hả ngoại? À, này nướng nhà dòng muối cho Tết. Tết là bán bánh cúng cho Tết. Nó có mè trắng nè, thấy không? Đó, ăn béo lắm.
nó dai, nó giòn, nó không có như bánh tráng mình, bánh tráng hiện tại mình đã làm gạo không, nó hay bị bở, nó rớt. Còn này mình nướng thì nó con này có thêm nguyên cái không? Cái này nó có hai loại nha, một loại mình nướng máy á, nó đẹp nhưng mà nó để được 2 ngày thôi, còn để lâu nữa nó sẽ dai đi, nó cứng đi là như nó bị mất chất đó. Còn nướng tay mình làm nhiều cái nè, con thấy đưa là nhiều cái nó chín không? Còn nướng máy thì chỉ đưa qua xong một lần, phải không? Nó không độ chín nó được 7 thôi, cái này độ chín nó tới 10 lần á. Chia tay ngoài hồng cũng là lúc vị khách nữ đặt trước bánh tráng số lượng nhiều đến đây lấy bánh. Và như vậy, tiếng cười nói rôm rã của người bán lẫn người mua nhộn nhịp cả một khu chợ Bà Hoa, khiến không khí Tết lại càng thêm đến gần.